Chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm món gà chiên nước mắm các bạn nhé. Nguyên liệu mà các bạn cần phải chuẩn bị nó cực kỳ đơn giản, đó chính là gà. Gà này thì mình lựa chọn cái phần đùi các bạn ạ. Đây là một phần nửa của con gà, chỗ này là 400g gà các bạn nhé. Tiếp theo đó chính là nguyên liệu chính của nó là đường và nước mắm, lá chanh, ớt và một củ gừng các bạn nha. Lát và bây giờ thì mình sẽ đi sơ chế cái phần gà này trước. Gà sau khi mà mua về thì các bạn sẽ sử dụng một muỗng muối này cho mình để mình sơ chế, để cho nó hết cái mùi tanh ở gà ấy các bạn. Và nếu như mà còn cái phần lông nào nó còn dính ở trên phần da thì mình sẽ bỏ nó đi. Và khi mà mình sơ chế bằng muối này thì khi mà mình chiên ý, thì cái phần da của mình nó sẽ giòn hơn rất là nhiều. Nó giòn và nó không có mùi tanh nữa. Các bạn sẽ sử dụng muối để chúng ta sát. Các bạn cứ sát như thế này. Cái món gà chiên nước mắm là một cái món mà mình cảm thấy ăn nó rất là vào cơm các bạn ạ. Nếu như mà bạn nào mà muốn tăng cân hay gì đó thì đây cũng là một món ăn mà chúng ta nên làm để chúng ta ăn. Nó sẽ ăn được rất nhiều thịt với cơm. Hoặc là nếu như các bạn muốn ăn chơi cũng được thì chúng ta chỉ ăn phần gà thôi. Sau khi mà các bạn đã sát muối rồi thì chúng ta sẽ xả qua với nước các bạn nhé. Mình sẽ xả trực tiếp với nước như thế này để cho cái phần mà tanh ở trong cái con gà này nó ra hết. Mình rửa sạch đi. Sau khi gà mà chúng ta rửa xong thì chúng ta sẽ chặt thành những cái miếng nhỏ các bạn nhé. Cái phần thịt đùi thì ăn nó sẽ rất là chắc. Còn nếu không thì các bạn cũng có thể sử dụng cái phần thịt ức. Thịt ức gà các bạn. Nhưng mà mình thấy ăn cái phần thịt đùi nó chắc. Chắc thịt. Cái con dao của mình nó đấy. Và để mình chiên dễ hơn thì các bạn sẽ chặt thành những cái miếng nhỏ. Còn cái phần này thì mình sẽ chặt nó ra như thế này. Để khi mình chiên thì nó chiên dễ hơn và màu của nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều các bạn ạ. Hoặc là khi các bạn mua ở chợ thì các bạn cũng có thể nhờ người ta chặt luôn cho mình. Nhưng mà chặt luôn như vậy thì khi mà về chúng ta sơ chế thì nó sẽ hơi khó các bạn ạ. Gà sau khi mà chúng ta chặt xong thì bây giờ các bạn sẽ đi luộc sơ qua cho mình nhé. Và để luộc sơ để nó hết mùi tanh thì các bạn sử dụng cho mình vài lát gừng như thế này. Các bạn chuẩn bị cho mình một nồi nước nhé. Sau đó thì mình sẽ cho 1/2 muỗng muối cộng với 3 lát gừng như thế này vào để chúng ta sẽ luộc sơ gà các bạn ạ. Luộc sơ để nó tác dụng đó là khử mùi hôi tanh ở trong con gà này rất là nhiều. Lúc nãy thì chúng ta đã sơ chế qua rồi nhưng mà các bạn vẫn nên luộc qua như thế này để cái phần bởi vì gà bây giờ nó ăn rất là nhiều cái cám ấy, cho nên là khi mà mình luộc sơ như thế này thì nó sẽ ra một phần rất là nhiều. Và các bạn cho 1-2 lát gừng vào thì nó sẽ làm cho cái gà của chúng ta nó thơm hơn. Bây giờ thì mình sẽ cho gà vào nhé. Để mình luộc sơ qua. Cái luộc sơ qua này thì các bạn chỉ cần luộc trong vòng 1 phút thôi. 1 đến 2 phút. Để cho cái phần máu đỏ ở trong xương của gà nó sẽ thôi ra hết các bạn nhé. Và mình cứ đảo đều như thế này.
bạn thấy không, cái phần nước nước gà nó thôi ra màu nó không được trong. Và khi chúng ta cho gừng như thế này thì nó sẽ làm cho món gà của chúng ta nó thơm hơn rất là nhiều. Rồi, và nó sôi lên như thế này thì các bạn sẽ tắt bếp và chúng ta sẽ rửa sạch lại nhé. Bây giờ thì các bạn sẽ đổ ra và chúng ta rửa lại với nước nhé, để cho cái phần gà của chúng ta nó đấy, khi mà mình luộc xong, luộc như vậy, luộc qua như vậy rồi thì cái phần gà của mình nó hết hôi các bạn ạ, đỡ hôi hơn rất là nhiều. Rồi mình xả lại cái nước, bây giờ thì mình chỉ cần để ráo nước, sau đó đem đi chiên các bạn nhé. Sau đó thì mình sẽ chiên sơ với cả dầu ăn trước các bạn nhé, để cho cái phần thịt gà của chúng ta nó chắc hơn. Khi mà mình làm món này thì bạn nhỏ nhà mình rất là thích ăn, bởi vì nó vừa cơm các bạn ạ. Mình sẽ chiên sơ trước. Chiên sơ này thì nó sẽ làm cho cái phần thịt gà của chúng ta nó rắn, rắn và nó chắc hơn rất nhiều. Sau khi mà các bạn thấy cái phần gà của chúng ta nó hơi chuyển sang màu vàng rồi thì các bạn sẽ lật nhé. Khi mà chiên gà thì các bạn lưu ý đó là chúng ta không đậy vung. Đậy vung thì nó sẽ làm cho cái phần thịt gà của chúng ta nó bị mềm. Các bạn cứ thấy nó vàng như thế này thì chúng ta sẽ lật. Và cái mặt sau của nó nếu như vàng như thế này rồi thì các bạn sẽ tắt bếp nhé. Khi các bạn kiểm tra thấy cái mặt kia của nó cũng vàng đều như thế này rồi thì chúng ta sẽ tắt bếp để chúng ta chiên bằng nước mắm các bạn nhé. Mình sẽ vớt ra để ráo dầu. Các bạn cứ gấp hết ra như thế này. Và miếng thịt gà chúng ta nên chặt những miếng vừa nhỏ thôi thì nó nhanh chín. Nấu thì chúng ta sẽ tiết kiệm được cái thời gian rất là nhiều. Thỉnh thoảng mình đổi món nữa, hết xào rồi thì mình rang như thế này. Nó rất là ngon các bạn ạ. Bây giờ các bạn cho gừng vào, chúng ta đảo đều nhé, để khi nào gừng của chúng ta có mùi thơm thì là được các bạn ạ. Gà này nó rất hợp với gừng nên là chúng ta sẽ sử dụng gừng. Còn với các cái món khác thì ví dụ như là thịt hoặc là sườn thì các bạn sẽ sử dụng tỏi thì nó sẽ thơm hơn và hợp vị hơn. Còn cái món gà này thì mình sẽ sử dụng gừng. Và các bạn sử dụng cho mình 2 muỗng đường nhé. 2 muỗng đường. Các bạn đảo qua cái phần đường này đi. Sau đó thì các bạn sẽ sử dụng 2 muỗng nước mắm. Đường và nước mắm các bạn cho tỷ lệ bằng nhau các bạn nhé. Sau đó thì chúng ta sẽ đun để cho cái phần đường và nước mắm này nó quyện vào nhau và nó bốc hơi, bớt cái phần hơi nước đi thì chúng ta sẽ cho gà vào để chiên. Thank you.
cái phần nước mắm và đường của chúng ta nó bốc bớt hơi nước như thế này rồi thì các bạn sẽ cho cái phần gà mà mình vừa chiên sơ vào các bạn nhé. Và mình sẽ chiên đến khi nào mà nó chuyển sang màu vàng cánh gián thì là chúng ta sẽ tắt bếp. Bạn nào đều để cho cái phần gà nó ngấm. Các bạn cứ đảo đều cái phần gà này lên nhé, để cho cái phần nước mắm và đường nó quyện vào. Có thể cho thêm một chút tiêu để cho nó thơm, nhưng mà tiêu thì mình sẽ cho vào cuối cùng để cho nó giữ được cái độ cay của tiêu và thơm. Tiêu, nếu hạt tiêu mà các bạn cho vào sớm quá thì nó sẽ làm mất hết cái vị cay của nó đi. Đấy, các bạn thấy không, màu đã đang chuyển sang dần màu cánh gián rồi đấy. Khi các bạn thấy gà của chúng ta chuyển sang màu nâu cánh gián như thế này thì chúng ta sẽ tắt bếp các bạn nhé. Mình sẽ tắt bếp và mình sẽ chuyển sang đĩa để chúng ta bày. Sau khi xong rồi thì các bạn sẽ chuyển nó sang đĩa. Ở đây thì mình không cho thêm tiêu nữa bởi vì mình có lá chanh rồi. Nó đã đủ thơm cho cái món gà này rồi. Và lá chanh thì chúng ta sẽ rắc lên trên các bạn nhé. Lá chanh và ớt thì chúng ta chỉ để trang trí ở trên thôi. Sau khi mà các bạn đã nấu xong rồi thì mình sẽ rắc cái phần lá chanh mà mình cắt nhỏ ra, mình bày trí lên trên, và ớt nữa. Ớt thì chúng ta sẽ trang trí lên trên này các bạn nhé, để cho cái món ăn của chúng ta nó thêm phần hấp dẫn hơn. Rồi, và đây là món gà, đùi gà chiên nước mắm các bạn ạ. Món này ăn rất là ngon và rất là đưa cơm. Và mình chúc các bạn sẽ làm thành công món này nhé. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video clip tiếp theo. Và nhớ là hãy đăng ký kênh để theo dõi các clip mới nhất của Handmade Yen nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.